kinh được. Mới được đi lên Lào Cai chơi cơ, làm đấy à? Ừ, nên làm gì đấy. Sướng. Lên Phan Xi Păng. Mấy nữa lên Hà Giang. Đấy cho ông bác trên đấy, ông vừa mới về, vừa mới về. Chiến á? Ừ. Được, lên đây chơi. Đại ca chưa? Đại ca. Nhà có 3 con. Nó đẻ 5 con. Cho chết với 1 con, còn lại cho đi 1 con. Thịt mẹ còn 2, 3 nửa to lắm. 2,5 cân rồi. Vậy á? Ừ. Bỏ hộ nước nọ đó. Cầm bên kia nó viết cho về làm. Để ở biết giết. Cầm lên chỗ chợ chiều, thằng nó chuyên giết đưa nó trục. Giết 1 con rồi còn 3 con nữa. Con mẹ ăn con. Nghệ, chắc đấy Nghệ An. Cái mùa này lên Hà Giang mới lên Lào Cai ngon. Lạnh máu mẹ. Mùa này nó đẹp không? Thì cái mùa này mùa du lịch cứ đi nó nhiều. Nếu bác bỏ lên, nó ông về ông vác cho. Thớt to nhưng mà tổ thớt đấy chặn mình bác có thích đấy nhà có gỗ giết cho nó cua cho cả 2 cái cho bác phượng cái đây cái to như thùng cho gỗ nghiến cái này có thời gian cho nó đi bắt nó rượt nó khác là liền căng lắm. Sướng. Lâu không được tắm. Ủa, chú văn nhật gì à? Không. Văn nhật trước ngày học. Cụ đang làm gì đấy khác chứ vừa cụ đi. Nhật hết cả đầu.